cho mình bắn. Thằng nào thắng thì được chơi tiếp, còn thua thì thôi nghỉ. Rồi, đã nghe. Ai trụ đường mô bên trong. Nó ở trong nhà. Liền. Tầng 1 à? Con. Con tầng 1 mà. Liền một tìm. Bây giờ tầng 1 hết rồi á? Ủa, bạn làm bắn thằng này à? Thế thì vừa rồi anh còn nghe thấy một thằng ở khu hai kho. Bên này. Kìa. Mark. Như có hai thằng nhá. Nice, còn một thằng ở trong kho nữa. Có. Còn một trong kho bên phải đấy. Bên trái chứ sao lại bên phải? Ủa em vừa nghe nó ở kho này mà. Kho đấy là con boss chết rồi. Kho em này. Ủa. Con đấy chết, con boss chết rồi. Ok. Thế thì nó nhảy hai kho dự, anh dự là đồng đội nó dễ ở bên ba kho. Thường thì bọn đấy hay nhảy theo kiểu đấy. Chứ tự nhiên lại có một thằng nhảy ở 3 kho xong lại không có ai cover. Nghe nó có vẻ hơi kiểu năng nhỉ. Không biết rồi. Cái sàn hốc vậy, nghĩ đi lẻ hả? Đồng đội nhảy xe trong nhảy xe ngoài đó. Kiểu năng chết mình. Khi chửi kìa, bắn tạt tạt. Ừ, nó gọi tiếng đấy là tiếng gọi rồi. Đến giải quyết nó nhanh đi em, nó gọi trông khổ sở quá. Sợ nhất là mấy thằng ngồi nhà anh em ạ. Tôi không sợ bắn nhau, tôi chỉ sợ mấy thằng ngồi nhà. Mấy thằng ngồi nhà tẩm. Rồi đến rồi. Nó vừa bắn đâu đấy mọi người? Trên đồi đổ hướng bay nè. Này đi. Anh thử ở trong đây. Ố, chết. Bắn đâu rồi? Mark the location. Nó ở đây này. Mark the location. Ok, ok. À, rồi, nghe rồi, nghe rồi. Boss à? Ơ, người à? Ai bắn, lợi xếp bắn mà. Không, tao gạt con boss thôi. Tao gạt boss hẳn nóc. Thế hết chưa? Boss thôi. Hết rồi thì qua rui đi. Ôi dồi ôi, ôi ôi. Trong nhà không khỏi cứu rồi. Ôi dồi ôi, nó ở đây này. Bỏ được cái gì? Bỏ được không? Nóng gạt. Mẹ. Khi mà nó xúc vật Indo. Nóng gạt thì đừng gạt em ơi, đừng gạt. Ui. Bắn flare bên resort nhá. Những con súc vật Indo này phải để anh chuẩn trị chúng nó. Ồ, resort xuống gần tới rồi nè. Ok. Đi. Các bạn thấy chưa? Tại vì sao mình cứ ghét cái nền e-sport của bọn Indo như vậy. Bắn ngu lắm. Nhưng mà được cái là rất hay mẹ thể hiện và hay ngồi cam, nhưng mà nó bắn được người ta cái là bắt đầu úi giời ơi mẹ nó bế rồi, nó đu kiểu. Đi sọt đến chưa? Em bảo được xuống rồi nãy. Nó bắn giống kiểu cũng hơi giống bot, chả biết nó bắn vero lúc xây lúc tap. Mà nãy có flare bắn hướng thì sọt đấy. Không nhặt mũ ba, ông giáo nhặt ẩu quá hả? Ôi xin lỗi mọi người nhá. Mấy thằng Indo này dạo này mẹ xâm chiếm danh thế nhở. Nghe nó bắn chưa? Chà lắm mà. Ôi mẹ em tưởng bot. Bắn này là có nghe tiếng ngoan rồi. Sợ em ơi, đến rồi. Càng đến càng đông càng vui.
Ivan Kuton Yufik này. Đã thấy. Đúng này, nhòm. Đau chưa? Chết luôn à? Mẹ luôn. Chết luôn. dám ló ra để dùng skill quá. Đây, này. Mấy thằng Indo. Indo núp. Xẹt. Cứa cổ mày ngay. Cắt gươm. Xác ở đâu nhỉ? Đây này. Watch out. Chiêu chiêu gì ấy, không phải thằng Indo đấy, Indo đấy đâu mất tiêu ấy. Tập 4 này có đây này, mấy con lợn nhựa. Mark the location. Sao bắn hết ba rồi tầm á. Này đưa anh 4 đây cho anh. Anh chơi iPad hay chơi điện thoại có? Điện thoại gì? Mà thằng này không phải thằng lấy tính. Ôi, kệ mỡ đi em ơi. 4 4 mỡ luôn đi rồi. Rút đi luôn. Ừ. Giờ chỉ có ông giáo không bắn ngay rồi thôi. Giáo già rồi, chơi mấy cái đấy chóng mặt lắm, không chơi được. Mới lại cái gai rồ ấy thì anh thấy là kiểu anh khi anh dùng ấy thì anh bắn một cái thằng đứng im ấy thì dễ. Nhưng mà khi nó di chuyển ấy, anh bắn khó lắm. Thế là thôi, tốt nhất rồi. Thôi, mình già rồi, mình cứ chơi theo phong cách của mình. Đâu cũng phải gọi là Giro, cũng phải ai chơi Giro cũng là đỉnh cao đâu, đúng không? Có tiếng bên này, có tiếng bên này, Uchi. Bắn nhau à? Mẹ máy. Úi dồi. Anh nổi. Quả đấy mà anh rút súng ra chậm là anh tỏi đấy. Nhưng mà có tiếng ở bên này. Tiếng bắn Uzi. Thằng này nó cũng nghe tới, nó chạy tới rồi. Vừa thấy nó anh rút súng ra mà không kịp đấy. Đi phải bắt nó luôn này. Đang đi. Thắm đầu đang, rồi. Vừa đi trái này. Ghi trước mặt em này. Để chết à? Một dàn nhá em nhé. Trường vỡ vai vỡ vạn tin này bắn chấn này. Nó đâu em? Cỏ bên ở dưới anh. Rồi thấy. Ui. Có thằng bên này. Còn đấy con boss, giết đi. Mẹ anh đã bảo súng của anh là súng. Ai xa. Đây rồi em ơi. Mẹ mày bọn Indo đây rồi. Bọn Indo ở bên này. Anh vừa thấy có bảng tên của thằng Indo hiện lên. Anh sẽ đi xem thịt bọn Indo này. Đây, vẫn đang bắn mà. Để chờ tao tí. Ái à, Indo lại còn kết hợp với cả Trung Quốc à. Ôi dồi. Chúng mày sẽ được một vé. Đây. Chúng mày sẽ được. Ôi. Trời đất ơi. Bắn cái chết luôn rồi. Thằng Trung Quốc chứ không phải thằng Indo. Thằng Indo bắn chỗ khác rồi.
Tưởng Indo còn thấy vui chứ chết bọn Trung Quốc không thấy vui rồi. Bot không ạ? Nói chung săn hốc bây giờ nhiều bot lắm. Bọn Indo đâu? Ra đây ta biểu. Chỉ bán Indo đây ạ. Indo mất dậy. Chẳng có gì té luôn rồi. Mark the location. Đúng là ghi đồ sinh ra cho điện thoại, ghim tay thì phải cho iPad hả? À, không, thật ra nhiều người bắn iPad vẫn ghim ghi đồ mà. Mình thấy cầm một con iPad to xong rồi ghim ghi đồ nó cứ, trông nó cứ làm sao ấy. Trông giống như kiểu dùng dao mổ trâu để giết gà ấy. Trông nó cứ thúc nó tẩm tẩm. Công kết. Được mà. Chứ thật ra anh cầm này thì anh cầm ghi đồ vẫn thoải mái thôi, nhưng mà vấn đề là mình chơi mình cảm giác có cần thiết hay không ấy. Anh cứ cảm giác như là mình cái gì mình làm quá đi ấy thì nó không còn vui nữa ấy. Bên này anh ơi. Bên nào? Bên này anh ơi. Ok. Bên robot cam. Hiện giờ còn bắn bên robot cam hả? Bây giờ anh check cái đồi này đó. Cái đồi này hay có người nằm bò trườn các kiểu con đại điểu. Ghê vậy. Đồi này nó là chùm luôn đấy. Hay nằm trườn trên đây không? Có rắn à. Nó còn bán không? Hết rồi. Ở bên bốc cam. Nếu nó đã bắn thì tí nó kiểu gì nó cũng vòng qua đây thôi. Cứ bắt chắc nó. Kiểu gì nó bọn bốc cam nó hay chạy vào luôn khu nhà này lắm này. Chùm luôn đấy. Đấy là gọi là con đường, gọi là con đường mòn, con đường tơ lụa đấy. Cứ đi từ bốt cam ra là auto cứ phải chạy vào trong đây. Em có phút phút có rồi kìa. Cái thằng ở sườn đồi em đã giết nó chưa? Giết rồi này. Ô, nó đang gạt của em. Còn mẹ nó thằng VTC. VTC à? Cái thằng ở sườn này cơ mà. Watch out. Sườn đấy không biết đâu. Ờ, thằng sườn này anh đã giết đâu. Em bắn thằng ở dưới mà thằng bắn ăn này. Đấy. Chấm máu luôn ạ. Đâu, em gạt cho. Úi giời ơi. Nó đứng đây đây, góc này. Đây. Đồng than dị mộc các bạn ơi, đừng bắn tôi nữa bạn ơi. Thank you. Chạy đi Phúc, chạy đi, chạy ngay cửa. Run. Cái thằng ngồi đây nó không bắn à? Hai người này. Ngồi đây là ngồi đâu? Ngồi ngay cái hàng rào này. Anh nghe tiếng ở thằng hàng rào đấy rồi mà. Mà anh với anh Phúc ngồi cướng vậy. Và nó không bắn hai người. Để thương hai người chứ. Nên nhờ với tao. Đấu thì mình nghe cũng có. Thế nào nổi giá của này ngài của lè gì hoặc không có lý do gì. Đặc biệt thì không biết là có sát thì phải tầm bấy. Để tao đòi đi. Tao nói thật mi chắc không có sao đâu. Tống mấy gì vậy? Vì răng ta thịt mi. À. Con phải đứng dậy và ngồi xuống nhiều. Đúng rồi, em cứ gà đây, em cứ bắn này. Ngoài bo này, nó núp được rồi. Okay. Nó núp được rồi hả? Ừ, nó đi sau cái biển đồ ấy rồi. À, vậy là nó sắp chết với anh rồi đấy. Lên đi cỏ. Em lấy cái xin lên. Nó ngay cạnh anh. Cái nó đang lên. Ngay cạnh anh nha, xung quanh nhá, đừng lên nữa. Để mình anh ở trên đây xử lý. Đâu, em
em mở góc thôi. Anh nhìn một thằng chạy này. Con mẹ nó đáng sợ thế. Mày, để mày chạy xuống tới đây rồi. Đúng cái gốc cây luôn à. Mày gốc cây anh sấy không trúng em. Đây à. Rồi. Sấy hoài nó không chết thầy. Anh không biết. Súng của anh bắn trúng nó rồi mà nó không chết thì anh biết làm sao. Anh biết làm sao bây giờ. Bắn chết nó rồi. Anh rồi anh bắn chết rồi mà đạn nó cứ ra rồi nó cứ đứng ở đấy. Yêu hiểu mà nó sáng như đèn neon luôn. Mẹ, thằng đấy mẹ nếu xem được clip này nó cắt ra nó làm clip mẹ chơi trung thu được ấy. Sấy nó sáng trưng cả người ra mà không chết. Chị chơi Noel nhé, chơi trung thu. Ờ, chơi Noel. Làm cây thông. Ờ, còn hai thằng nữa. Hai thằng quần què nữa thôi. Cái nào ở trên đây không? Bọn này đang cam cam gì ở trên đây mà. Chạy sốc viền bò phát. Còn chết. Cầm SR luôn này. Bố láo sốc SR nó chết luôn. Bắn sốc đam. Chính còn chưa nhạt luôn. Bắn full ghi đồ à tôi, nhưng mà không hiểu không biết các bạn như thế nào chứ. Nhưng mà tôi xem mấy clip mà mấy ông bắn ghi đồ ấy tôi thấy nó cứ kiểu thi điêu nào ấy. Có nhiều ông bắn ghi đồ để dùng vãi nồi ra. Chả có địch đâu mà tay cứ cố giống kiểu nhiều ông tôi thấy kiểu cố tình hay sao á, chả có địch mẹ cứ rung thôi, xong bắn địch xong cứ rung kiểu múa vãi đồi. Ông đồng ý là gai đồ bắn nhưng mà tôi thấy những người pro là người ta cầm máy chắc lắm, chả hiểu sao có mấy ông youtuber mẹ để gai đồ bắn xong tâm cứ rung thôi, lúc bắn thì ngoáy lung tung lên bắn biết nhìn thấy cái gì nữa mà. Thật để mà vào kiểu đánh giá với một người xem bình thường như tôi ấy, tôi ngồi tôi xem mấy clip đấy một lúc thôi mà mắt tôi nó đau, nó chóng mặt, khó chịu trong mặt đeo tả được. Bắn phải để kiểu chắc màn hình xíu chứ để rung quá coi nó cứ bị kiểu giống cái mắt vẫn bị rung. Nhưng mà những cái ông đấy nhá là nhiều fan lắm, fan kinh lắm, bố ghê quá, fan nhiều lắm. Quả mình anh bảo những quả cận chiến nó đơn giản vãi nồi, chỉ cần nhấp một nhịp thôi là đối thủ ấy rồi nằm xuống xong địch mới chết. Mình tự hỏi, mình xem những clip đấy xong mình tự hỏi ủa thế chẳng hạn nhỡ mà không phải là một mà là bốn thằng nó phả vào người phát đấy thì xử lý nào, cũng rung cũng nằm xong cũng đứng dậy như thế à, chịu luôn. Anh em thấy tôi bắn thực dụng không? Dụng vãi nồi luôn. Có con rắn nào trên đây không? Em nghĩ chứ toàn rắn thôi mẹ, ghê quá. Hai con rắn ở cuối cùng. Cái đèn bò hai con rắn này to lắm. Đây, anh đứng lên trên đây em nhỏ. Ủa? Em đã bỏ. Cái màn nếm này em đấy. Nó đáp ạ. Chỉ lần vợ quanh đây thôi. Hay rồi. Này, cho bạn biết thế nào gọi là sức mạnh của
chưa gì. Nó xây nó xây ở bên phải tảng đá mà anh chạy ra ngoài boy, anh bắn vào đít nó không biết luôn. Nó cứ xây ở chỗ bên phải tảng đá, anh chạy vòng ra ngoài boy anh bắn nó. We are number one. Chết cười. Taka cũng rung như anh nói á. Không, thằng Taka bắn đâu có rung nhiều đâu. Tôi xem clip của Taka tôi thấy bình thường. Kể cả nó qua nhà tôi thấy nó bắn cũng bình thường. Nó bắn kiểu nó vẫn chắc tay lắm anh em. Nó không rung đâu. Nhiều tôi xem clip của thằng Liễu nào nó rung mà kiểu không phải của Việt Nam mà của nước ngoài ấy, mà nó rung kiểu thề luôn ấy. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.